Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời khen Chúa vì những điều Chúa Ngài trang bị cho chúng con, để đảm bảo chúng con có một chức vụ, cùng đời sống đắc thắng ở trong mừng của Ngài. Lời khen Chúa, cảm ơn Chúa vì danh của Đức Giê-xu khi được tôn cao, khi được công bố ra, bởi một môi nhiệm được dạy dỗ, đem lại một sức mạnh lớn lao. Chúng con lại khen Ngài, Chúa ban phước trên chúng con, trong ơn của Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Xin ở với chúng con một cách hiện thực trong thời giờ chúng con học hỏi lời của Ngài. Thánh Linh ơi, xin đi qua đi lại, chạm đến tâm hồn chúng con, mở tâm trí chúng con, mở lỗ tai chúng con, để chúng con có thể nghe và hiểu được lời của sự sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa quan nhân và chào mừng thưa tại anh chị em chúng ta vào để cùng học lời Chúa chung với nhau với hội thánh của Chúa ở tại đây. Xin Chúa ban phước trên mỗi một chúng ta. Và tiếp tục anh chị em bày tỏ ra những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, sẽ đáp lời cầu nguyện mà chúng ta kinh nghiệm được trong cuộc sống của chúng ta. Và bởi ơn của Chúa, anh chị em đánh vào trong những dòng bình luận để chúng ta nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa và để khích lệ các anh chị em của mình trong ơn của Chúa cho giờ học của chúng ta. Cứ tiếp tục được Chúa Ngài ban phước luôn, bởi vì chúng nghe và thấy những tấm lòng biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng tôi mời anh chị em chúng ta học thêm một bài học ở trong môn học của chúng ta, đó là Cơ Đốc Giáo Đắc Thắng. Thì bài học hôm nay tôi tin rằng nó cũng rất là quan trọng. Những ý niệm mà VBC Houston ở tại đây chúng ta muốn huấn luyện để hết thảy anh chị em chúng ta đều là những người PhD. Chúng ta chơi chữ tại đây. Đây là viết tắt của tiến sĩ PhD. Nhưng mà chúng ta lấy ba chữ đầu đó để chúng ta nói đến chúng ta muốn trở nên những người được huấn luyện và kết quả trong việc P, trong tiếng Anh là preaching, rao giảng lời của Chúa. H là healing, là sự chữa lành. Và D là deliverance, là sự giải cứu. Và chúng ta tập trung rất nhiều vào hai phần kia, đó là chúng ta làm thế nào để có thể đem lại sự chữa lành, sự giải cứu cho những người cần được chữa lành, cần được giải cứu. Và trong những ngày qua chúng ta tập trung để huấn luyện anh chị em, hướng dẫn anh chị em để chúng ta có một sứ giả, trở nên một con người mà Chúa có thể sử dụng chúng ta, để chúng ta khi rao giảng lời của Chúa, cái lời của chúng ta đầy kết quả ở trong ơn của Chúa. Vì lời nói rất là quan trọng. Cái lưỡi của chúng ta khi được cầm giữ, nó có một sức mạnh rất lớn. Nên người xin Chúa nghe ban phước trên chúng ta trong suốt thời giờ hôm nay và tuần tới khi chúng ta học bài học này, để Chúa nghe ban phước trên chúng ta và chúng ta ao ước là mình sẽ là một người có một cái miệng, có một cái lưỡi được dạy dỗ, hoặc cho lời nói của chúng ta có thể sử dụng để động viên, khích lệ nhiều người và để Chúa nghe có thể ban phước trên đời sống của họ. Lưỡi, lời nói, sống chết, lời của Chúa nói rằng ở nơi quyền của lưỡi. Như vậy thì cái lưỡi của chúng ta thấy cái sức mạnh của nó có thể đem lại sự sống. Lời nói của chúng ta có thể đem lại sự sống. Lời nói tốt đẹp, đầy quyền năng, từ một tấm lòng tốt đẹp khi nói ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là những lời ân hậu, những lời của phước hạnh, những lời của quyền năng, những lời của sáng tạo, những lời của khích lệ, những lời của sự chữa lành, gây dựng, có ích cho người nghe. Chúng ta có thể hình dung từ môi miệng của một người được ơn ở trước mặt Chúa và có một cái miệng được dạy dỗ đó, tuôn ra sự sống, tuôn ra sự nâng đỡ, khích lệ, quyền năng, thảo phước hạnh. Nhưng mà mặt tiêu cực thì chúng ta thấy rằng những lời xấu thì nó mang lại sự rủa xả, đem lại sự đau đớn, nó lên án, nó xé nát, nó đã phá, nó giết chết, và nó chịu chính Đức Chúa Trời chứng cự hủy diệt nó. Và người có một cái lưỡi, một cái miệng xấu sẽ bị đuổi, bởi vì chính Đức Chúa Trời đuổi khỏi nơi sống và nhổ khỏi đất sống. Ồ, đây là một cái sự chứng cự mà chúng ta xin Chúa Ngài cho chúng ta không ở dưới cánh tay thành nộ của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đòi hỏi trách nhiệm trên mỗi đời sống của chúng ta. Gia-cơ chương 3 câu 2 nói rằng tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể của mình. Ai không vấp phạm trong lời nói, một trong những điều rất dễ để vấp phạm ở trong đời, cuộc đời của chúng ta, đó là cái miệng của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta, lời nói của chúng ta. Kinh Thánh nói nhiều về cái lưỡi.
Chúng ta thấy trong Thi Thiên nói rất nhiều về cái lưỡi như Thi Thiên 34 câu 12, 13. Ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước hạnh? Ai là người ham thích sự sống, ước mong hưởng chuỗi ngày phước hạnh? Thì câu 13 nói, hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả quyệt. Thật là nghiêm trọng thưa anh chị em. Thi Thiên 39 câu số 1, con nói rằng, con sẽ giữ các đường lối con để giữ lưỡi của con không phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt con sẽ khớp miệng con lại. Ở đây một quyết tâm hết sức là rõ ràng, xin Chúa giúp đỡ. Và Thi Thiên 52 câu 1 cho đến câu số 5, hỡi quân cường bạo, sao ngươi khoe khoang về điều dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Ngươi mưu toan quỷ diệt, lưỡi của ngươi khác nào dao cạo bén, rêu rao những lời dối lừa. Ngươi không chuộng điều, ngươi chuộng điều dữ hơn điều lành, thích nói điều giả dối hơn điều công chính. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi thích nói những lời độc ác. Đức Chúa Trời cũng sẽ quỷ diệt ngươi đời đời. Ngài sẽ tóm lấy và ném ngươi ra khỏi trại ngươi, Ngài sẽ nhổ ngươi khỏi đất của ngươi sống. Chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời Ngài tuyên chiến và Ngài báo cho những kẻ ác, những người sử dụng lưỡi của mình một cách gian tà, một cách xấu. Thì lưỡi người ác đó chúng ta thấy như là cái dao cạo bén, như là những cái điều mà chúng ta thấy đem lại sự cắt, phá, giết. Thì Đức Chúa Trời Ngài không vui về một cái lưỡi như vậy. Và lời của Chúa nói rằng, hỏi lưỡi dối trá, người thích nói những lời độc ác, Đức Chúa Trời cũng sẽ hủy diệt ngươi đời đời. Ngài sẽ tóm lấy và ném ngươi ra khỏi trại của ngươi, Ngài sẽ nhổ ngươi khỏi đất của người sống. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái nét nghiêm trọng mà lời của Chúa cho thấy về cái lưỡi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta chọn và tập trung kiểm soát để cái lưỡi của chúng ta là cái lưỡi đem lại những điều tích cực phước hạnh như Chúa Ngài đã định. Và Thi Thiên 139 câu 3 đến câu 4, Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối của con. Khi lời Chúa ở trên lưỡi của con là Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. Như vậy tại đây Chúa Ngài quan sát luôn cả từng lời nói của chúng ta. Sách Châm Ngôn thì cũng có rất là nhiều điều nói về cái lưỡi. Châm Ngôn chương 6 câu 16 đến 19 có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm: mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi ở giữa anh em. Nếu có 6 điều Chúa ghét và lưỡi dối trá là một trong 6 điều đó, và 7 điều mà Ngài ghê tởm, thì chúng ta thấy kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá thì chúng ta cần phải để ý. Vì nếu Đức Chúa Trời Ngài ghét và Ngài ghê tởm thì xin Chúa Ngài giúp sức cho chúng ta để chúng ta không phạm. Amen anh chị em. Và trong Ngôn chương 12 câu 17 đến 19, nhân chứng thật nói ra điều công chính, còn kẻ chứng gian chỉ nói chuyện lọc lừa. Lời nói bừa bãi khác nào một nhát gươm đâm, nhưng lưỡi khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Người chân thật bền vững đời đời, còn lưỡi dối trá chỉ tồn tại trong chốc lát. Ngôn thánh này chúng ta thấy trong Ngôn chương 12 đem lại một sự so sánh, và chúng ta thấy khác biệt giữa lời nói bừa bãi thì khác nào một nhát gươm đâm. Có những lời mà người ta nói mà vô trách nhiệm, những lời đó có thể như là một cái nhát gươm đâm vào trong tấm lòng của người nghe cái lời đó. Nhưng mà lời của người khôn ngoan, cái lưỡi của người khôn ngoan thì đem lại sự chữa lành. Như vậy chúng ta thấy rằng sức mạnh của cái lưỡi được nhắc đi nhắc lại từ trong Thi Thiên qua Châm Ngôn. Châm Ngôn chương 21 câu 23, ai giữ miệng lưỡi của mình giữ được linh hồn của mình khỏi hoạn nạn. Như vậy linh hồn của chúng ta nó bị hoạn nạn bởi những lời chúng ta nói. Châm Ngôn chương 8 câu 6 cho đến câu số 9, hãy lắng nghe vì ta sẽ nói những điều cao quý, môi ta thốt ra điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ truyền ra chân lý, còn môi ta ghê tởm sự gian tà. Mỗi lời ta nói điều ngay thẳng, không có điều gì dối trá quanh co. Tất cả đều rõ ràng cho người nào hiểu biết và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức. Cảm ơn Chúa, đây là tiếng nói của sự khôn ngoan. Đây là một trong những danh xưng của Đức Chúa Giê-xu trong Cựu Ước. Thì chúng ta thấy rằng Ngài công bố ra, đó là khi Ngài mở miệng ra, Ngài thốt ra điều ngay thẳng, miệng của Ngài thì truyền ra chân lý, môi của Ngài ghê tởm sự gian tà. Mỗi lời nói đều ngay thẳng, không có điều gì dối trá quanh co. Và đó là cách sử dụng và lời nói của đấng khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cũng sẽ có một cái lưỡi phát ra
những lời nói chân thật, những lời nói ghi dựng, những lời nói phước hạnh ở trong ơn của Chúa là như vậy. Và trong ngôn chương 13 câu số 3, người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống của mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Xin Chúa cho để chúng ta canh giữ môi miệng của mình. Chúa ban phước, chắc chắn chúng ta có thể làm được. Chúa Giêsu cũng có những điều Ngài nói về cái lưỡi. Trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 35 đến 37, người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh ra điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh ra điều ác. Như ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu báo trước ở đây để chúng ta nhận biết rằng có một cái lĩnh vực mà Đức Chúa Trời ngày phán xét, đó là lời nói của chúng ta. Và chúng ta để ý đến tới đây, đó là trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời nói. Không phải là chung chung là cái người đó bị phán xét là thất bại trong lời nói, nhưng mà Chúa bảo mọi người sẽ đứng và khai trình trước mặt Ngài mọi lời nói vô ích của mình, dối trá của mình. Ô, xin Chúa nghe giúp đỡ cho chúng ta. Vì câu 37 nói, vì bởi lời nói người sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói người bị định tội. Như vậy chúng ta thấy Chúa có một tiêu chuẩn mà Ngài sẽ xét xử. Và một trong những điều mà Ngài xét xử đó, đó là cái lưỡi của chúng ta, lời nói của chúng ta. Gia cơ một và trước giả nữa đã được Chúa Thánh Linh soi sáng sức dầu cảm hứng để có thể viết cho chúng ta lời. Mà Gia cơ cũng nhấn mạnh nhiều về cái sức mạnh của cái lưỡi. Ở trong Gia cơ chương 3 câu 1 cho đến câu số 12, thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn có thể kiềm chế được cả thân thể của mình. Nếu chúng ta tra hàm thiết và miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân của chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một cái bánh lái rất nhỏ cũng đủ để điều khiển chúng theo ý của người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm cháy bùng cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mỗi loài thú vật và chim muông, loài bà sát và sinh vật của biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy rẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa Cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người là loài được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Từ một cái miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng dõi xuất phát từ một mạch, dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái olive và cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Ở đây Gia-cơ trong phần Kinh Thánh này chỉ ra cho chúng ta, mặc dù cái lưỡi nó nhỏ so với các phần còn lại của thân thể của một người, nhưng sức mạnh của nó là lớn nhất. Đây là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ một cách thật là chín chắn. Nó giống như một cái hàm thiết mà người ta bỏ trong miệng của con ngựa, để rồi người ta có thể điều khiển con ngựa đó, kiềm chế nó, kiểm soát toàn bộ. Một con ngựa có một cái sức rất là mạnh, nhưng mà chỉ cái hàm thiết được bỏ vào trong miệng của con ngựa mà có thể điều khiển nó được. Rồi như một cái bánh lái nhỏ của một chiếc tàu, nếu nó là một chiếc tàu lớn, một cái thuyền lớn đi ra giữa biển cả có thể đối phó với sóng gió. Một cái tàu có thể với một cái sức nặng rất lớn và chở rất là nhiều, hoặc là tàu chở dầu hoặc là hàng hóa. Chiếc hàng hóa thì chúng ta thấy rằng nó có một cái sức mạnh rất lớn và một cái vessel, một cái tàu rất là lớn. Nhưng nếu chúng ta so với tỷ lệ của cái thân của chiếc tàu là cái bánh lái ở phía sau đó, thì chúng ta thấy nó nhỏ hơn vô cùng. Nhưng mà sức mạnh của cái bánh lái của tàu đó nó lại lớn vô cùng, thì đã được Gia-cơ ví nó như cái lưỡi của chúng ta. Rồi cái sức mạnh lan ra và tiềm năng của cái lưỡi đó
thì nó giống như một tia lửa hay là một đốm lửa nhỏ. Nó có thể đốt cháy một cái cánh rừng và thiêu rụi những gì đã mất nhiều năm để phát triển. Anh chị em yêu dấu, tiềm năng của quỷ phá cũng vậy. Có những người mà chúng tôi tiếp xúc và giúp đỡ giải cứu, họ đã bị thương tổn bởi những lời nói của những người có thẩm quyền ở trên họ, những người chung quanh họ, mà nó làm trái cả cuộc đời của họ. Ở trong sự đau khổ khó khăn vì những lời khắc nghiệt, vì những lời vô độ của những người chung quanh đã đổ xuống ở trên họ. Phải cần một cuộc giải cứu để có thể giúp đỡ những trường hợp như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Cái tiềm năng của lời nói nó cũng có thể lan một cách rất nhanh như là một đốm lửa nhỏ, mà nó làm cho cháy cả một cái cánh rừng. Ở trong những năm gần đây chúng ta thấy việc cháy rừng ở tại Hoa Kỳ này cũng vậy. Do một người ném một cái tàn thuốc, do một cái người phạm cái tội mà nước Mỹ gọi là những người gây cháy. Họ có thể cố tình để nổ lửa và làm cho cháy một cái cánh rừng. Bao nhiêu triệu hecta đất, trong đó có cây, gỗ và bao nhiêu tài nguyên có thể bị cháy rụi không còn gì hết. Rồi những người chữa lửa có thể mất mạng họ. Bao nhiêu tiền bạc đổ vào để cố gắng dập tắt ngọn lửa mà nó có thể chỉ bởi một cái tàn thuốc, bởi một regime mà nó có thể đem lại cái sự tàn phá lớn như vậy. Nhưng lửa có thể là một phước lành lớn khi được khai thác và kiểm soát. Lửa có thể là một nguồn phước lành lớn. Tuy nhiên khi nó không được khai thác và kiểm soát, nó có thể trở thành một công cụ của địa ngục, để lại cái chết và sự hủy diệt ở trên con đường nó đi qua. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta cảm ơn Chúa và quyết tâm mình phải có một cái lưỡi của người được dạy dỗ, một cái lưỡi được kiểm soát, một cái lưỡi được khai thác đúng mức của nó. Và cơ cũng chỉ ra rằng cái lưỡi là điều khó chế ngự nhất. Mọi hoạt động đều đã được thuần hóa và đặt dưới quyền kiểm soát của con người. Trong đó có muôn loài, muôn thú. Chúng ta thấy có những con sư tử đã được huấn luyện. Chúng ta thấy có những con voi rất là lớn đã được huấn luyện và người ta điều khiển nó. Chúng ta cũng thấy những chú cá voi là Samu đó, thì chúng ta thấy rằng nó lớn hơn con người rất nhiều. Vậy mà người ta đã học và đã có thể kiểm soát nó, điều khiển nó. Đến độ những con cá voi này có thể làm trò, làm xiếc để dân chúng có thể ngồi và quan sát. Nhưng mà nhà cơ so sánh và ông nói rằng muôn vật, muôn loài đều đã chịu loài người của chúng ta điều khiển. Nhưng mà cái lưỡi là khó bắt phục hơn tất cả chúng. Như vậy cái lưỡi của chúng ta nó cũng có một cái sự cứng đầu và ương ngạnh mà chúng ta cần phải để ý đến. Thứ ba, chúng ta Gia-cơ chỉ ra rằng cái lưỡi có thể là một nguồn phước lớn hoặc có thể là một nguồn rủa xả. Về mặt phước hạnh, nó có thể là một cái nguồn nước mang lại sự sảng khoái cho nhiều người. Với nó, chúng ta có thể chúc tụng Chúa. Về cái mặt đáng nguyền rủa, đó có thể là một vũng nước đắng, hoặc là nước mặn, hoặc là nước tù đồng. Một thế giới xen nét đầy chất độc chết người. Với nó, chúng ta có thể nguyền rủa những người đã được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Trong Ngôn 11 câu 9 phần A nói, kẻ vô độ dùng môi miệng làm hại người lân cận, nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu. Cái người vô đạo, vô độ dùng cái môi miệng của mình làm hại cái người lân cận của mình. Mà chúng ta sống đủ trên trần gian này để chúng ta có thể thấy cái ảnh hưởng của những cái lưỡi không được kiểm soát. Chúng ta chắc cũng khi lớn lên cũng đã từng nghe những cái lời mà chúng ta thấy rằng nó để lại những cái tổn thương trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ lúc nhỏ ngoại của tôi thường dạy tôi một cái câu ca dao, đó là dao đâm nhau còn lành thương tích, nhưng mà lời nói đâm nhau có thể để hận suốt đời. Cái dao mà nó đâm vào trong người của mình thì cái vết thương có thể được lành, nhưng cái lời nói mà nó đâm vào đó thì chúng ta thấy rằng có thể lại để lại cái hận, để lại cái sự đau khổ rất là dài lâu. Được thế nhìn mà tôi mời chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là cái lưỡi là một sức mạnh cho điều thiện hoặc là điều ác. Trong Ngôn 18 câu 21 nói, sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Xét về mặt tích cực
thì nó tăng cường sức khỏe. Ồ, tuyệt vời. Phim trong ngôn 12 câu số 18, lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm, nhưng lời nhưng lưỡi của người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, nó phải đầy dẫy luật nhân từ. Trong ngôn 31 câu 26, môi miệng của người đàn bà mà châm ngôn nói rằng người đàn bà được phước, miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi của nàng khuyên giải điều nhân ái. Cảm ơn Chúa. Gia đình nào có một người mẹ, có một người vợ mà miệng của nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên giải điều nhân ái, gia đình đó có phước thay. Thứ ba, nó nói những điều đặc trưng bởi sự xuất sắc. Trong chương 8 câu 6 nói rằng, hãy lắng nghe vì ta sẽ nói những điều cao quý, môi ta thốt ra điều ngay thẳng. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta thấy nó nuôi sống nhiều người. Ô, lời có thể nuôi sống nhiều người. Trong ngôn chương 10 câu 21, môi người công chính nuôi sống nhiều người, còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết. Cái môi của người công chính có một sức mạnh để nuôi sống nhiều người. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn luyện và chia sẻ với anh chị em bài học này đó. Bởi vì chúng ta những người tin lành, chúng ta những người ở trong chức vụ, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta cần nhớ cái sức mạnh của lời của chúng ta có thể nuôi nhiều người đó. Khi có một cái lưỡi tốt đẹp được Đức Chúa Trời ban phước dạy dỗ và chúng ta chuyển tải những sứ điệp của Chúa, thì chúng ta thấy rằng có thể nuôi bao nhiêu ngàn người bởi những sứ điệp tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi từng ngồi từng lúc được nghe những lời làm chứng thế nào, những cái lời giảng, những cái bài giảng, những cái lời khích lệ và những cái lời động viên anh em của mình, là những lời mở cho họ một hướng đi trong một sự sắp đặt đặc biệt. Chúng tôi được nghe một lời làm chứng là có một chị em khi ở trong doanh nghiệp của mình, trong một cái giai đoạn mất hết tất cả, không còn cái gì hết, và lúc bây giờ cô mất hướng, cô tìm nghe lời giảng, cô lục tìm và cô không thấy được ở tại hội thánh địa phương của mình. Nhưng mà rồi trong sự sắp đặt của Chúa, cô bắt đầu lắng nghe những bài giảng mà chúng tôi đã giảng cho hội thánh. Cô nghe, cô bắt đầu bắt được những ý tưởng, cô thấy được những tia sáng cho tương lai của mình, cô thấy được một cái niềm hy vọng được lóe lên ở trong đời sống của cô. Và cảm ơn Chúa, cô cứ tiếp tục lắng nghe, đón nhận, và nó động viên cô để cô có thể đứng dậy và tiếp tục làm việc. Kết quả là ngày hôm nay tất cả những gì đã mất đã được chuộc lại, và Chúa ngày ban cho vô cùng những phước hạnh ở trong đời sống, khiến cô có thể dư dật ra để làm nhiều việc lành mà Chúa ngày ban phước cho cô, để cô có thể dự phần vào công việc yểm trợ những chức vụ, giúp đỡ cho những hội thánh xây dựng nhà thờ. Cảm ơn Chúa vì lời của người công chính có thể nuôi sống được nhiều người. Mà nhiều câu chuyện mà khi chúng tôi nghe thế nào anh em được phước, thì nó thúc đẩy tôi để giúp đỡ và muốn trang bị để có nhiều người nữa, để lời nói của chúng ta được Chúa ngày ban phước. Cái lưỡi của chúng ta, cái miệng của chúng ta là một cái miệng được dạy dỗ, hầu cho đời sống của chúng ta có thể như môi của người công chính nuôi sống nhiều người. Amen anh chị em. Trong ơn của Chúa, xin Chúa cho để chúng ta trân quý lời nói của chúng ta, kiểm soát môi miệng của chúng ta, và giao cái miệng của mình ở trong tay của Chúa, sử dụng những điều Chúa ngài dạy dỗ, chuyển tải từ một cái lưỡi được dạy dỗ để chúng ta có thể nâng đỡ những người ngã lòng. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, nó truyền đạt ân điển. Ephesians chương 4 câu 29, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng của anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ân phước đến cho người nghe. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự kiểm soát, phải không? Nghe lại một lần nữa, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp. Như vậy thì chớ tức là chúng ta đóng lại, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, khi đáng nói được thì hãy mở ra những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ân phước đến cho người nghe. Ô, xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được cái trách nhiệm cũng như là cái tiềm năng của lời nói của chúng ta. Mỗi ngày hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ cho con kiểm soát, khai thác cái lưỡi của con, lời nói của con, cho nó được tốt đẹp, cho nó được trả
tràn đầy phước hạnh và nó sẽ là nguồn phước cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, nó mang lại sự giải cứu. Châm ngôn chương 12 câu 6 nói: lời kẻ ác thì rình rập làm đổ máu, nhưng miệng của người ngay thẳng giải cứu người. Chúng ta thấy ở đây lời của kẻ ác khi mà nó buông ra thì nó rình rập để làm đổ máu người ta. Chúng ta thấy cái hướng đi của nó là đem lại cái sự hủy diệt, nhưng mà cái miệng của người ngay thẳng đó thì giải cứu người ta ra. Cái miệng của người ngay thẳng sẽ đem lại sự giải cứu, đem lại hướng đi, đem lại sự động viên tinh thần, đem lại sự khích lệ. Tôi lấy ví dụ để anh chị em thấy tại đây. Khi có một người mà họ làm cái gì sai, cha mẹ có thể mắng: mày đi mày chết cho rồi. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái lời mà nó rình, để rình rập để làm đổ máu đó anh chị em. Nhưng mà nếu có một lời cho một cái người ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng á, một cái lời khích lệ, một cái lời động viên. Đức Chúa Trời ngày dựng nên chúng ta có một mục đích: đừng bỏ cuộc, hãy quyết tâm sống và cho hết tất cả tiềm năng mà Đức Chúa Trời đã định cho đời sống của mình, sống và bày tỏ thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho mình. Và cảm ơn Chúa, những lời như vậy đem lại sự sống, đem lại sự giải cứu. Cảm ơn Chúa. Ở trong tuần qua tôi có cơ hội để nói chuyện với một người anh em, lúc bây giờ không còn muốn sống nữa, vì có nhiều thứ ở trong cuộc đời nó xảy ra. Nào là bị nhồi máu cơ tim, nào là bị liên tục 3 lần bị nhồi máu cơ tim, rồi bị tai biến mạch máu não. Vợ cũng bỏ luôn. Thì tôi gặp anh trong cái hoàn cảnh như vậy. Anh nói rằng: một sư ơi, tôi mệt mỏi quá và tôi muốn đầu hàng cuộc sống. Tôi nói: không, Đức Chúa Trời Ngài có chương trình cho đời sống của chúng ta. Mình có thể đánh mất những cái cơ hội trước đây, nhưng mà ở trong Đức Chúa Trời không bao giờ là quá muộn. Và cảm ơn Chúa khi tư vấn, khi khích lệ, động viên tinh thần của anh. Thì tạ ơn Chúa, nếu việc cứ được diễn ra theo ý của Chúa, thì đời sống của anh trong giai đoạn cuối này có thể kết quả gấp trăm lần hơn những ngày đầu của cuộc sống của anh. Và chiều xa, nếu việc này được diễn ra, thì cuộc đời của anh có thể ảnh hưởng trên nhiều triệu người. Cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Lời của người ác rình rập làm đổ máu, nhưng miệng của người ngay thẳng giải cứu người. Bây giờ chúng ta xem về mặt tiêu cực. Lời nói nó tuôn ra sự điên rồ. Châm ngôn 15 câu số 2: lưỡi của người khôn ngoan tô điểm tri thức, nhưng miệng của kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ. Nhiều khi ngồi bên cạnh một cái bàn khác ở trong một tiệm ăn, tôi ngồi ăn mà không im, tôi cứ qua lại nhìn vì thấy lời nói của người ta thì nghe rất là tiêu cực, nghe rất là khốn khổ, nghe nó rất là đen tối, nó không đem lại khích lệ cho người nghe. Nhưng người ta nói đến độ bỏ ăn bỏ uống luôn. Tôi cầu nguyện ước gì cái người mà nói nhiều này được, mà nói về tin lành của Chúa và nói những điều tốt, thì nó ảnh hưởng cho những người nghe vô cùng. Xin Chúa ban phước để chúng ta là những người có tin lành. Hãy quyết tâm như những người phun ở tại thành Samaria. Sau khi khám phá ra ở trong trại quân của quân thù mà nó tự động nó bỏ chạy, nó để lại đó, thì họ đã ăn uống một cách no nê, cất giữ lên, rồi nhìn với nhau và nói rằng: hôm nay là ngày có tin lành, chúng ta không thể nào yên lặng được. Thế là họ gõ cửa thành. Ở trong đó có những người vua, những vị quan cũng như là dân chúng đang tử thủ vì thành đã bị bao vây nhiều ngày. Họ loan báo cho biết có thức ăn dư dật ở ngoài này. Hôm nay là ngày của tin lành. Họ không thể yên lặng được. Xin Chúa cho để chúng ta cũng là những con người nhận biết rằng chúng ta có thể sử dụng lời nói của mình để đem lại phước hạnh. Đừng sử dụng nó để làm những cái điều tiêu cực. Vì mặt tiêu cực thứ hai, lời nói có thể làm tan nát tinh thần. Châm ngôn 15 câu số 4: lưỡi hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Wow. Thứ ba, nó hủy diệt con người. Châm ngôn 11 câu số 9: kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận, nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu. Cảm ơn Chúa. Bây giờ số 3 là mãi, chúng ta cùng suy nghĩ cái lưỡi được so sánh với nhiều thứ. Bề mặt tiêu cực, nó là gươm sắc bén. Thi Thiên 64 câu số 3:
Chúng mài lưỡi mình như thanh gươm, phun lời cay đắng như những mũi tên. Nó trở nên một cái thứ vũ khí sắc bén cho chiến tranh. Thứ hai, lời cay đắng giống như mũi tên. Jeremy chương 9 câu số 8, lưỡi của chúng là mũi tên ác độc, hay buông lời dối trá. Thi Thiên 64 câu số 3 trở lại, nó phun lời cay đắng như những mũi tên. Thứ ba, chúng ta thấy nó là những con rắn độc. Thi Thiên 140 câu số 3, chúng mài nhọn lưỡi của mình như lưỡi rắn, môi chúng có nọc độc của rắn hổ mang. Thứ tư, mặt tiêu cực, chúng ta thấy rằng nó là lửa thiêu đốt, như Gia Cơ chương 3 câu số 6, cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa của địa ngục đốt cháy. Wow. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được sức mạnh của những điều tiêu cực mà cái lưỡi có thể đem đến. Về mặt tích cực, cảm ơn Chúa, anh chị em. Thứ nhất, nó như bạc quý, trong Ngôn chương 10 câu 20, lưỡi người công chính như bạc quý, lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì. Cảm ơn Chúa, cái lưỡi của người công chính như là những đồng bạc quý. Ngợi khen Chúa. Nó là cây của sự sống, trong Ngôn chương 15 câu số 4, lưỡi hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Nó là suối nguồn của sự sống, trong Ngôn chương 10 câu 11, miệng của người công chính là nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa bạo tàn. Cảm ơn Chúa, lời của người công chính, miệng của người công chính là nguồn của sự sống. Bởi vì từ đó nó tuôn đổ ra những lời khích lệ, nâng đỡ, hướng đạo, quyền năng khi nó được công bố cặp theo lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng đem lại một sức mạnh rất là lớn. Số 4 là mà có một số cách mà lưỡi có thể được sử dụng. Chúng ta phải tránh những cách sử dụng tiêu cực của cái lưỡi. Có ít nhất 24 cách sử dụng lưỡi tiêu cực như được mô tả trong Kinh Thánh, và chúng ta sẽ học một số ở trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất, bí mật, bịa đặt hoặc là tiết độ. Trong Ngôn chương 11 câu số 13, kẻ mách lẻo, tức là theo lẻo đó, tiết độ, tiết lộ điều thầm kín, còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư. Có một cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải có về lời nói của mình. Cái kẻ theo lẻo đó thì tiết lộ điều thầm kín, còn người đáng tin cậy thì giữ kín được những điều riêng tư. Một trong những điều mà nếu anh chị em được huấn luyện một cách chính quy ở trường Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ được huấn luyện một cách rất kỹ về việc này. Đó là khi chúng ta được nghe những người tin cậy chúng ta tâm sự với chúng ta, nhờ chúng ta tư vấn, thì những điều họ tiết lộ với chúng ta phải giữ kín, không được nói cho vợ, cho chồng của mình, cho con cái của mình nghe. Và có nhiều khi người ta đòi hỏi chúng ta phải hứa với họ rằng giữ kín, thì chúng ta phải hứa. Đây là một trách nhiệm rất là quan trọng. Trừ trường hợp họ chia sẻ với chúng ta ý định có thể làm hại đến cá nhân của họ hoặc là một người nào khác. Thí dụ trường hợp có những người đến tâm sự và nói rằng, thưa mục sư, tôi xin trình bày với mục sư một cái điều mà xin mục sư giữ kín cho. Thì tôi thường phải cho họ biết rằng có trường hợp ngoại lệ. Tôi sẽ giữ kín điều này và luôn cả nhà của tôi cũng không được biết. Trừ trường hợp điều mà anh chị hay là bạn chia sẻ nó có cái tiềm năng gây nguy hiểm tính mạng cho chính bạn và cho người khác. Bởi vì họ có thể đến và tâm sự với chúng ta rằng họ có ý định tự tử, thì chúng ta phải báo cho nhà chức trách ngay tức khắc. Việc đó nó ngoài tầm tay của chúng ta rồi đó. Hay là họ đến và họ chia sẻ với chúng ta là tôi có ý định sau khi nói chuyện với mục sư hay nói chuyện với anh với chị xong thì tôi sẽ xách súng đi để giết một cái người nào đó hay bắn một cái người nào đó. Thì một lần nữa anh chị em, nó nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người. Chúng ta phải báo cho nhà chức trách. Nhưng nếu không nguy hiểm đến tính mạng của họ, thì một trong những điều hết sức là quan trọng ở tại đây, nó là cái trách nhiệm của chức vụ. Đây là một cái trách nhiệm của cái lòng tin cậy, thì chúng ta phải giữ bí mật. Vì kẻ mách lẻo thì tiết lộ điều thầm kín. Và trong Ngôn chương 18 câu số 8, lời kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon, nó thấu xuống ruột gan. Khi chúng ta không có sự trưởng thành và không thấy được cái tiềm năng và cái hậu quả của cái việc chúng ta tiết lộ những điều mà người ta tâm sự với mình đó, thì
chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cám dỗ rất là lớn. Cho nên không phải ai chúng ta cũng có thể tin cậy được để chúng ta tâm sự những điều bí mật. Và những người thiếu sự trưởng thành thì lời của Chúa nói tới đây, lời của kẻ mắt lẻo như một miếng ăn ngon, nó cám dỗ lắm. Có những người người ta không giữ bí mật được. Cho nên chúng ta biết rằng phải tìm những người trưởng thành để chúng ta tâm sự là như vậy. Không phải ai chúng ta cũng có thể nói được mọi thứ. Điều mà tôi ước ao tại đây là huấn luyện và dấy lên để sẽ có nhiều người chúng ta hiểu nguyên tắc này và sử dụng môi miệng của chúng ta một cách tốt đẹp, cũng như chúng ta biết giữ bí mật. Bằng không thì cái lưỡi gian ác nó có thể, trong cái tiêu cực của nó thì chúng ta thấy rằng nó lộ ra, tiết lộ ra những điều bí mật, những điều người ta tin cậy. Một người mắt lẻo, thẻo lẻo có thể được định nghĩa là một người có thói quen đi nói với người khác những điều mà anh ta đã được tâm sự một cách kín đáo. Bởi vì thiếu sự trưởng thành thì người ta sẽ không giữ được, có thể nói là không chờ nổi để nói những điều mà mình đã được nghe. Rồi các chị em phụ nữ, chúng ta cũng phải cảnh giác và nói với nhau như thế này. Trong những lúc chúng ta hợp lại với nhau để cầu nguyện, vì chúng ta đưa vấn đề ra để cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta đừng biến cái buổi cầu nguyện đó trở nên cái buổi mà chúng ta nói chuyện ông này bà nọ. Tôi nói cái này ra để chúng ta cầu nguyện. Nói xong rồi nhấc điện thoại lên gọi tứ tung hết. Tất cả trừ ra cầu nguyện cho vấn đề đó. Thế nguy hiểm vô cùng. Đây là một trong những lý do mà những người mục sư rất sợ những người cầu thai. Đáng lý ra những người cầu thai có cái ơn cầu thai thì mà liên lạc với mục sư đó thì là cái sức mạnh hậu tương nó rất là tốt. Mọi người mục sư cần điều đó. Nhiều khi họ trong thời giờ cầu nguyện, Chúa có thể báo cho họ biết những điều có thể xảy ra để họ có thể đứng vào chỗ sức mẹ cầu thai để nó không xảy ra. Thì họ đã đứng lên và nói như chuyện đã rồi và gây rất là nhiều đổ vỡ. Cho nên lần sau khi gặp mục sư và nói mục sư ơi, có cái gì tôi có thể cầu nguyện cho mục sư, ông mục sư cũng nói trong lòng là cảm ơn. Và điều đó chúng ta thấy là một điều đáng tiếc xảy ra. Để tới của Chúa không được cầu thai, chúng ta mất cơ hội để làm cái chức năng của sự sức dầu mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta. Tiêu cực thứ hai, hấp tấp trong lời nói. Trong ngôn chương 29 câu số 20, còn có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói của mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn. Một người hấp tấp nói về những điều trước khi anh ta có đủ thời gian để hiểu thấu đáo cái thông tin mà anh ta sẽ nói. Đôi khi điều này liên quan đến việc hứa hẹn hoặc cam kết thực hiện một số việc mà không tính đến kinh phí liên quan đến việc thực hiện cam kết đó. Cuối cùng thì không giữ được lời hứa của mình. Những người gặp phải vấn đề này đã khiến nhiều người thất vọng. Thí dụ như cha mẹ, chúng ta có những lời hứa với con cái mà chúng ta không suy nghĩ một cách chính chắn. Và người Việt của chúng ta thì thường vấp cái chỗ này rất nhiều. Chúng ta hứa cho qua chuyện, mình đang bận rộn làm công việc gì đó, con nó đến và nó xin cái điều gì đó, thì chúng ta hứa để nó đi, để mình có thể rảnh tay tiếp tục công việc của mình. Hứa mà danh từ người bệnh dân gọi là hứa cụi, nó nguy hiểm vô cùng. Cái hậu quả nó là sau cái sự cố đó, con cái của chúng ta nó sẽ không còn tin lời chúng ta nói nữa. Và đến khi chúng ta có những chuyện quan trọng nhất ở trong đời của nó để chúng ta nói, thì nó sẽ xem nhẹ và xem những lời chúng ta nói không có giá trị. Cha mẹ với con cái với cha mẹ, giữa vợ chồng với nhau, với mục sư, với những người cùng sở làm, xin Chúa giúp để chúng ta thắng được. Có một lời cảnh cáo từ nơi truyền đạo chương 5 từ câu 1 cho đến câu số 5, chúng ta cũng thấy để chúng ta cẩn thận trong những lời chúng ta hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận trong khi con bước đến nhà Đức Chúa Trời. Ta đến gần mà lắng nghe hơn là dân sinh tế như những kẻ ngu dại, vì họ không nhận biết mình làm điều ác. Con đừng rõ ràng mở miệng, cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy hãy ít lời. Nhiều điều lo lắng sanh ra chim bao, còn nhiều lời thì sanh ra ngu dại. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ trong sự hoàn nguyện, vì ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. Ở đây chúng ta bắt đầu đặt một số những câu hỏi trong mỗi phần để chúng ta kiểm soát xem cái lưỡi của chúng ta
đã được dạy dỗ chưa? Được nằm ở dưới quyền kiểm soát chưa? Câu hỏi đó là tôi có suy nghĩ một cách chín chắn trước khi cho phép những lời ra từ miệng của mình không? Tôi biết đây là điều khó cho các chị em. Theo như tâm lý học, phân tâm học cho chúng ta biết, người đàn ông suy nghĩ xong nói, người đàn bà vừa nói vừa suy nghĩ. Đó là một cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên. Chúng ta biết cái sở trường và cái lợi ích của việc chúng ta suy nghĩ một cách chín chắn rồi chúng ta mới nói. Nhiều ông chồng bị vợ bực mình là bởi vì sao chậm quá vậy? Tôi hỏi ông ngồi đó, bộ ông khinh thường tôi. Không, anh đang suy nghĩ đó. Có những bà vợ thì vừa nói vừa suy nghĩ. Trong lúc nói như vậy thì nghĩ ra công việc. Nên có nhiều người chồng họ rất là khổ sở khi vợ bắt đầu câu chuyện ở một hướng, nhưng mà cùng một cái câu đó thì nó kết thúc ở một hướng khác. Bởi vì đàn ông và đàn bà được Chúa Ngài dựng nên khác nhau. Trên cái chỗ này thì chúng ta để ý đến, nhất là các chị em cần để ý đến lĩnh vực này. Chúng ta chậm hơn một chút, suy nghĩ chín chắn hơn một chút trước khi chúng ta cho phép lời nó ra từ miệng của chúng ta. Câu hỏi khác là tôi có lặp lại những điều tôi nghe được ở nhà, ở trường học, nơi làm việc hoặc ở nhà thờ mà không suy nghĩ về tác hại của những lời nhận xét của mình đó là người tôi đang nói chuyện với không? Vì có những chuyện không nhất thiết chúng ta phải lặp lại cho người khác nghe. Có những chuyện chúng ta muốn nói lên thì chúng ta phải xin phép cái người mà chúng ta đã được họ tâm sự hay là cho chúng ta biết những điều đó. Có quan trọng lắm anh chị em. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta trong cái sốt sắng của mình không cản trở, nhưng mà cuộc sống của chúng ta cứ tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cái phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Câu hỏi thứ ba là tôi có vội vàng hứa với mọi người về những gì tôi sẽ làm hoặc sẽ không làm để xoa dịu họ khi tôi cảm thấy bị áp lực không? Như tôi nói, cha mẹ có nhiều khi mình bị áp lực, cho nên hứa đại với con cái để nó về phòng của nó, để nó đi khuất, để mình có thể tiếp tục công việc của mình. Nếu mục tiêu của lời hứa của chúng ta là như vậy thì chúng ta đã sử dụng sai cái lời nói của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thắng được ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng một cách trọn vẹn như Chúa Ngài đã định cho chúng ta trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Lời nói của chúng ta là những lời có sự suy nghĩ và cân nhắc một cách tốt đẹp. Thứ ba là lời nói vô ích. Có những lời mà đừng nên nói. Ở trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 35-36, người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh ra điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh ra điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài báo trước đó, trong ngày phán xét người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Ở trong tiếng Anh là chữ idle word. Có những lời mà chúng ta thấy rằng nói cứ nói nhưng mà nó không có giá trị gì. Ai đó nói những lời vu vơ khi họ nói những lời không có chức năng thực sự hoặc có ý nghĩa, không truyền đạt được ý nghĩ dự định. Nó cũng có thể là đề cập đến những gì bất cẩn. Đây là định nghĩa của những lời vô ích. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta lời nói của chúng ta có chủ định, lời nói của chúng ta có mục tiêu rõ ràng, lời nói của chúng ta nâng đỡ, lời nói của chúng ta khích lệ, lời nói của chúng ta chữa lành, lời nói của chúng ta mở đường cho người nghe, lời nói của chúng ta đem lại lợi ích. Câu hỏi của phần 3 này là tôi có thấy mình nói chỉ để nói không? Tôi có nói những vấn đề quan trọng ngay cả khi tôi có rất ít hoặc không biết gì về những gì tôi đang nói không? Và chúng ta thì có những cái dạng người làm họ nói lung tung, nói đủ thứ, nói rất nhiều nhưng mà không nói được bao nhiêu. Thứ tư là nguyền rủa, một cái cách để sử dụng lời nói một cách tiêu cực, như Thi Thiên 59 câu số 12: vì tội lỗi của miệng chúng là lời nguyền rủa và dối trá mà môi chúng nói ra.
nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu ngạo của mình. Thi Thiên 59 câu số 12. Vì tội lỗi của miệng chúng là lời nguyền rủa và dối trá mà môi chúng nói ra. Xin Chúa giúp chúng ta, phải cho em, nguyền rủa là lời nói gợi lên điều ác hoặc hy vọng về tai họa cho người khác. Đó là lời nguyền rủa. Câu hỏi của chúng ta là, khi tôi thấy một người nào đó có cùng một đẳng cấp với mình, được thịnh vượng, thì tôi có nói những điều làm suy yếu hoặc là giúp để phá hủy phước lành của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của họ không? Nhiều khi thấy một người khác được phước, người ta vì mình vui với họ, thì giống như là những người Pharisee ngày xưa, đừng có cảm tạ cái người làm cho ngươi được sáng mắt đó, người đó là một cái người tội lỗi đã phạm ngày Sa-bát, vân vân. Mà chúng ta thấy rằng thay vì người ta được phước, mình nhảy vào mình cùng chung vui và làm cho cái niềm vui của họ lớn hơn, thì chúng ta thấy rằng người ta đi vào và nói chê chỗ này chê chỗ kia của phước hạnh mà người ta nhận được. Đó là điều nguy hiểm. Bây giờ một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là những lời nguyền rủa và những lời thề thì sao? Trên thực tế, lĩnh vực chửi bới hoặc thô tục này là một lĩnh vực thú vị. Nhiều người trong chúng ta có thể đang sử dụng chúng, những từ xúc phạm hoặc tục tiểu mà chúng ta không hề nhận ra. Rồi chúng ta nghe những người khác nói rồi chúng ta cứ lập theo. Thí dụ như cái chữ chết tiệt. Nhưng chúng ta có thể sử dụng chúng ở trong những cái từ như là chết tiệt, trong cái dạng hoặc là chúng ta nói nó trải ra, thay vì chữ đem thì nó trở thành don, hay là cái chữ quả ngục thì chúng ta có thể sử dụng những cái từ như hết. Chúa Giêsu đáng lý ra là danh để ngợi khen Ngài, thì chúng ta thấy nó trở nên một cái từ để thề thốt, những cái từ chửi thề như là người Mỹ thường hay vấp phải. Thay vì nói chọn Jesus thì họ là cheese. Jesus Christ, Jesus Christ. Nhưng mà người ta sử dụng nó như người Việt của chúng ta dùng là Chúa ơi. Khi một cái việc gì xảy ra mà mình không có vừa ý, hay là mình muốn phủ nhận cái điều đó, thì lấy danh Chúa làm trời. Đó là những cái quyển ngữ mà chúng ta thấy rằng người ta sử dụng để nói trại ra. Nãy giờ tôi đang nói trong văn hóa của Tây Phương, bây giờ nói đến văn hóa của người Việt của chúng ta, chúng ta sẽ thấy ở tại đây. Nếu chúng ta tra từ điển để biết một số từ này, chúng ta sẽ thấy như sau, như là chữ chi, thì đó là nói tắt hay là nói trại ra của chữ Jesus. Giống như người Việt của chúng ta thì chàng ơi, giời ơi, thay vì Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta dùng một trong cái lời ai thán đó. Ôi giời ơi, chàng ơi. Có những người thì nói Chúa ơi, nhưng mà không phải thật sự kêu Chúa, nhưng mà nói như là một cái lời vô độ. Chết tiệt, một cái quyển ngữ khác mà chúng ta thấy rằng người ta cũng sử dụng rất là nhiều. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết rằng những lời nói của chúng ta hoặc là được Chúa Ngài ban phước và sử dụng để làm nguồn phước, hay là chính chúng ta sẽ bị sửa phạt vì những lời chúng ta nói và cái hậu quả để lại trên những người mà chúng ta thấy rằng họ có thể bị ảnh hưởng một cách lâu dài. Cái sử dụng cái tiêu cực thứ năm, đó là chửi bới hay là mắng nhiếc. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu số 11. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng mình là anh em mà lại gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ thần tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc trộm cắp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. Anh em có thấy không? Cộng với lại ở giữa những cái tội lỗi khác như là gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, say sưa, trộm cướp, thì có cái chữ chửi rủa tại đó. Như vậy lời của Chúa rất là nghiêm trọng đối với vấn đề chửi rủa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được cứu ra khỏi cái văn hóa của người Việt của chúng ta. Cái chuyện chửi rủa chúng ta thấy rất là kinh khủng. Chúng ta nghe những người cha, những người mẹ chửi rủa con cái của mình. Và những ngày gần đây chúng ta nghe ngược lại con cái chửi rủa cha mẹ của mình.
rồi láng giềng chửi rủa nhau, những người bạn hàng cùng ở trại chợ búa chửi nhau. Tôi nhớ năm 1992, sau thời gian sống ở nước ngoài, trở về Việt Nam, thì ra thăm cái tiệm bán kim hoàn của gia đình. Tôi nhớ các em mua cho tôi một dĩa cơm sườn. Khi dĩa cơm mang đến và tôi ngồi xuống chuẩn bị ăn, thì không may là lúc bây giờ có hai người ở chợ chửi với nhau. Hai người đàn bà, mặt cũng thanh lịch, nhưng mà lời nói của họ thì kinh hoàng. Anh em họ chửi với nhau mà tôi nghe mà tôi thấy mắc cỡ, tôi thấy xấu hổ. Chắc mặt của tôi nó đi từ đỏ sang đỏ. Tôi phải bỏ muỗng bỏ nĩa xuống vì không ăn nổi. Tôi nói với các em của tôi sao như vậy, thì nói rằng: anh ba ơi, cái đó là ít đó. Còn có những người họ chửi còn tục tiểu, họ chửi càng dơ bẩn hơn nữa. Wow, chửi rủa được kể là trong số của những cái tội mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa tại đây nhắc đến. Thì những người như vậy đó, theo sứ đồ Phaolô trong tiêu chuẩn đó là chúng ta không nên thông công ăn chung với những người như vậy. Như vậy thì đây là một cái kỷ luật rất là nghiêm trọng của Hội Thánh dành cho những người như vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu số 10: đừng tự lừa dối mình, những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Wow, anh chị em hiểu không? Lời của Chúa cho chúng ta thấy cái chửi rủa, sử dụng môi miệng của mình trong cái tính cách gọi là chửi rủa, nguyền rủa người khác đó, thì rất là nguy hiểm. Thì nguyên tắc tại đây là người như vậy thì không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chửi rủa và nói hoặc về người khác theo cách mà chúng ta thấy rằng chà đạp họ, khiến họ xấu hổ, hổ thẹn hoặc mất uy tín, mất vinh dự, thì chúng ta thấy ở tại đây được kể vào ở giữa những cái bản liệt kê của tội lỗi là kẻ tà dâm, thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ cướp giật không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Kẻ chửi rủa. Cho nên chúng ta cẩn thận về lời nói của mình là như vậy. Câu hỏi của chúng ta ở chỗ này tức là khi nhìn thấy vấn đề trong đời sống của một anh em tín đồ ở trong Chúa, tôi có cố gắng giúp đỡ họ khắc phục vấn đề hay tôi vạch trần họ ở trước mặt người khác và khiến họ phải bị xấu hổ? Cách sử dụng tiêu cực thứ sáu đó là nói sau lưng người khác. Thi Thiên 15 câu 1 câu 3: lại Đức Chúa Trời, ai sẽ được ngủ trong đền tạm của Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài? Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính và nói lời chân thật từ trong lòng mình. Người có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại bạn hữu, cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình. Lý do tại sao có nhiều người đi nhà thờ nhưng mà đời sống không được ở trong sự hiện diện của Chúa. Thì câu hỏi là lại Đức Chúa Trời, ai sẽ được ngủ trong đền tạm của Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài? Thì cái tiêu chuẩn đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính, nói những lời chân thật từ trong lòng của mình. Người có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại bạn hữu, cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình. Tiêu chuẩn đó, tại sao Chúa Ngài nghiêm nhặt như vậy? Câu trả lời là bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Thì nếu chúng ta muốn ở trong sự hiện diện của Đấng thánh khiết, lời nói của chúng ta phải xứng hiệp. Có một lần ở trong một tiệm ăn, thì tôi thấy có một người đàn ông đứng lên và bước qua cái bàn của người bên cạnh. Ông nói rằng: xin anh em để ý đến từ ngữ của mình, ngôn ngữ của mình, vì có vợ và con của tôi, có đàn bà và con nít ở tại đây, nhưng lời nói của anh em nghe không tốt. Tôi ngạc nhiên khi tôi nghe điều này. Hai người kia: xin lỗi, chúng tôi sẽ để ý đến lời nói của mình. Nếu chúng ta là những con người tầm thường mà nhiều khi cái lời nói mà chúng ta cảm thấy rằng mình không nghe nổi, thì huống chi Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối. Đó lý do tại sao ai muốn lên núi thánh của Chúa, muốn ở trên núi của Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài, thì lời nói của chúng ta phải xứng hiệp. Chúng ta không thể nào nói bậy, nói tục tiểu hay là chửi rủa mà chúng ta có thể được ở trong sự hiện diện của Chúa.
Có thể lắm đây là cái chìa khóa để mở ra cho chúng ta tại sao chúng ta không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở nhà, ở trong đời sống riêng tư của chúng ta. Mình xin Chúa giúp đỡ để chúng ta giải quyết, để chúng ta có thể được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Câu hỏi là tôi có nói về những điều không xứng hiệp ở trong sự hiện diện của Chúa ở trước mặt các anh em của mình? Tôi có nói xấu những người lân cận của mình, anh em của mình khi họ vắng mặt? Là những điều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Chúng ta có mạ lị người khác khi họ không có mặt ở đó qua lời nói của mình hay không? Cái tiêu cực thứ bảy trong việc sử dụng lời nói đó là ngồi lê đôi mắt hoặc thì thầm. Ở trong Châm Ngôn chương 16 câu 28, kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, kẻ phỉ báng chia rẽ bản thân. Ngồi lê đôi mắt cũng giống như nói xấu sau lưng, nhưng nó tập trung nọc độc vào một người tại một thời điểm. Hình dung với tôi một cái người xếp đó, xếp ví, cứ đi chỗ này, nói chuyện người khác. Nguy hiểm quá. Thứ 8, vu khống hay là ác ý. Trong Ngôn chương 10 câu 18, kẻ giấu sự thù ghét, có môi giả dối, ai buông lời vu khống là kẻ ngu si. Câu xe chương 3 câu số 8, nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thạnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng của anh em. Vu khống liên quan đến việc chúng ta loan truyền một cái báo cáo xấu, những lời cáo buộc sai sự thật, xuyên tạc hoặc nửa sự thật nhằm bôi nhọ hoặc làm tổn hại danh tiếng của một người. Xin Chúa giúp. Nhớ anh chị, mục tiêu của lời nói của chúng ta là gây dựng, là quyền năng, là phước hạnh, là chữa lành, là giải cứu. Chứ chúng ta không sử dụng lời nói của mình để đem những cái điều tiêu cực này đến. Câu hỏi là tôi, khi tôi tức giận với một người, tôi có bịa ra những cái câu chuyện để làm xấu mặt người đó không? Chà đạp danh dự của họ không? Cái tiêu cực thứ 9, giao tiếp không lành mạnh, thối nát, hoặc là những cái lời vô giá trị. Ephesians chương 4 câu 29 nói như thế này: chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng của anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những điều tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Nói những chuyện không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, hoặc là những từ ngữ thô thiển, thấp kém, vô giá trị, không phù hợp để sử dụng ở trong cuộc trò chuyện thánh thiện của một cơ đốc nhân. Câu hỏi là tôi có sử dụng những từ ngữ gây khó chịu cho người khác ở trong cái vốn từ vựng của mình không? Tôi có sử dụng từ ngữ hoặc ngôn ngữ mang âm điệu bẩn thỉu không? Số 10, sự cay đắng. Ephesians chương 4 câu số 31, hãy loại bỏ con em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Nhưng mà chúng ta thấy sự cay đắng được liệt kê tới đây với cùng các hình thức lời nói không thể chấp nhận được ở trước mặt Chúa. Sự cay đắng liên quan đến lời nói và sử dụng những từ hoặc là những cái cụm từ thể hiện một cái cảm giác khó chịu, kích động, cay đắng hoặc đau buồn ở bên trong đối với một người khác. Câu hỏi là tôi nói những điều khiến người khác thấy rõ rằng tôi đã bị xúc phạm nặng. Tôi có nói những điều công khai cho thấy rằng tôi đã không tha thứ cho người khác không? Và điều thứ 11 mà chúng ta sẽ tạm ngưng đó là lời tục tiểu, nhảm nhí, thô bỉ. Ephesians chương 5 câu 3 cho đến câu số 4, còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết hoặc tham lam thì không được nói đến giữa anh em, như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ. Đừng nói những lời tục tiểu, nhảm nhí, thô bỉ là những điều không thích hợp. Tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. Đây là dạng nói chuyện tiêu lâm hay là những câu chuyện cấm trẻ em 18 tuổi nha. Chúng ta biết rằng trong xã hội có những nhóm người như vậy. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa thì lời nói của chúng ta đã được dạy dỗ, cái lưỡi của chúng ta đã được kiểm soát. Bây giờ thì tự vững của chúng ta cũng phải được tuyển chọn một cách chính xác. Và xin Chúa giúp đỡ để những cái mẩu chuyện như vậy, khi chúng ta hiệp lại với nhau, với hội thánh của Chúa, với anh em của mình, thì nó không được nhắc đến như lời của Chúa đã nói tại đây. Tốt hơn, mỗi lần chúng ta học lại với nhau thì nên dâng lời cảm tạ Chúa thì tốt hơn. Tại vì kể chuyện tiêu lâm rồi lăn ra cười,
cười xong đầu óc của mình nó ô trược đi, thì chúng ta sẽ có những cái lời khích lệ động viên anh em của mình. Và cảm ơn Chúa trong những tháng gần đây, các bữa ăn thông công của Hội Thánh, tôi tạ ơn Chúa vì các anh em đã tổ chức sau bữa ăn có thời giờ ngồi lại ca hát lời khen Chúa, lấy thơ vịnh, thơ thánh mà khích lệ động viên nhau ở trong ơn của Chúa, rồi có những lời làm chứng về việc Chúa làm trên đời sống của mình, của những người lân cận, anh chị em của mình ở trong Chúa. Thì chúng ta thấy rằng cái bầu không khí nó rất là thánh khiết, nó rất gây dựng, và những như Đức Chúa Trời rất là đẹp lòng bởi vì chúng ta làm đúng theo như lời của Chúa dạy đó. Thì chúng ta thấy rằng những người bạn hữu mà chúng ta mời đến, họ được khích lệ lắm. Có thể họ đã chán với lại những cái lối nói chuyện cũng như là những cái chuyện gọi là tiếu lâm, cấm trẻ em 18 tuổi nghe, dưới 18 tuổi nghe. Họ khao khát, họ muốn tìm những lời thanh tao, những cái lời gây dựng, những lời kích lệ, những cái lời động viên, họ tìm thấy được. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ triển khai và làm mạnh mẽ hơn nữa những gì Chúa ngài ban phước ở trên chúng ta, để chúng ta biết sử dụng lời nói của mình và những lời gây dựng, kích lệ, đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vì những câu chuyện tục tiểu, những chuyện ngớ ngẩn và những trò đùa thô thiển, những thứ này không dành cho chúng ta là những người trong Chúa. Thay vào đó, chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Hai câu hỏi nữa trước khi chúng ta chấm dứt, đó là: lời nói của tôi đã được chuộc khỏi sự ô nhiễm của trần gian này chưa? Khỏi hệ thống của thế gian này chưa? Tôi có dễ dàng bắt chước áp dụng các cụm từ và tiếng lóng của thế gian không có thật, hoặc là liên quan đến nền văn hóa chưa được cứu chuộc không? Nhiều khi chúng ta nghe chỗ này chỗ kia, ở trên show này, chương trình đại nhạc hội kia, chúng ta lượm, chúng ta mang về, nó là những thứ mà chúng ta đã bỏ lại khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Đừng đi tìm nó và mang nó vào nữa. Chúng ta là những người đem đạo vào đời. Chúng ta là muối của đất, chúng ta là ánh sáng của thế gian, chúng ta là cái thành được cất ở trên đồi cao không thể nào che khuất được. Đừng để cho anh em của mình, chính đời sống của mình bị thế gian hóa, nhưng mà chúng ta phải ảnh hưởng trên môi trường sống của chúng ta. Amen anh chị em. Sức mạnh của lời nói, sức mạnh của một cái lưỡi được gia dỗ, thật là tuyệt vời phải không? Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tuần tới. Bây giờ chúng ta dừng lại và cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta ở trong thời giờ này. Anh chị em ơi, tôi tha thiết kêu gọi chúng ta như là dâng cho Chúa cái lưỡi của mình, để Đức Thánh Linh ngài kiểm soát, để lời nói của chúng ta, chúng ta hình dung là khi lời ra từ miệng của chúng ta đó, phước hạnh bay ra, sự nâng đỡ động viên bay ra, lời chân lý được bay ra. Và khi có nhu cầu, chúng ta có những lời đầy thẩm quyền ở trong danh Đức Chúa Giêsu để chúng ta giúp đỡ cho những người có cần. Khi có nhu cầu, chúng ta có những lời công bố của sự chữa lành của Chúa cũng từ một cái lỗ miệng, có thể đem đến những phước hạnh và sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Đừng để từ cái miệng của mình mà ra những điều ác, ra nước đắng. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn ngài. Khi chúng con quan sát từ nơi lời của Chúa, thấy được tiềm năng của một cái lưỡi được dạy dỗ, một cái môi miệng được dạy dỗ, những cái lời nói được ở dưới quyền kiểm soát và ban phước của Chúa, chúng con trong thời giờ này phải kêu lên với Chúa rằng là: Chúa xin giúp đỡ chúng con, để chúng con sẽ là những người Chúa yêu dấu, được Chúa ngài ban phước, chứ không phải bị Chúa ngài chứng cử chúng con. Nhưng mà lời của chúng con, ô lại Chúa, con cầu nguyện cho các anh chị em của chúng con, và mỗi ngày một đông hơn, là những lời sắc bén. Chúng con có những lời sắc bén từ nơi Chúa, những lời nâng đỡ, kích lệ, đem lại sự sống, khải đạo, những lời đem lại phước hạnh cho những người nghe. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục kiểm soát và giúp đỡ cho chúng con, để có thể kiểm soát điều mà lời của Chúa sứ đồ Gia-cơ nói: cái lưỡi là điều khó trị nhất. Nhưng chúng con tin rằng không có một việc gì là khó cho ngài. Chúng con xin nhân môi miệng của chính mình và anh chị em của chúng con trong thời gian này, xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa dạy chúng con lời phải nói, việc phải làm, để đời sống của chúng con được Chúa ngài đại dụng trong ơn của Chúa. Chúng con ngài khen Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúng con tràn trề hy vọng vì Chúa Ngài đã có kế hoạch và Ngài sẵn sàng giúp đỡ để chúng con có thể có một môi miệng của những người được dạy dỗ, để chúng con san sẻ phước hạnh, chữa lành, tích cực giúp đỡ cho những người nghe những hoàn cảnh mà chúng con được Chúa Ngài cho phép chúng con bước vào để thay đổi tình hình. Trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng mỗi chúng con cái tư mới trong tay của Ngài. Xin sử dụng chúng con cho vinh quang của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tôi phấn khích khi nhìn phóng một tầm nhìn xa một vài tháng nữa. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta nhiều người nữa được Chúa Ngài sử dụng chúng ta, vì chúng ta nắm bắt được những điều mà Chúa cho chúng ta có được thắng ở trong đời sống của mình trước, rồi chúng ta sẽ đem sự đắc thắng đem phân phối ra ở trong ơn của Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh kế tiếp. Nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện và xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Hẹn gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.